Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 27 tháng 8 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiến đấu cơ Mỹ lao xuống đất khiến phi công thiệt mạng, Tổng thống Trump xóa bỏ bọn độc tài thức tỉnh và nhà nước ngầm vì chúng gây chiến với Thiên Chúa. Nhận định của các chuyên gia thăm dò ý kiến về cuộc tranh luận của 8 ứng cử viên GOP hôm ngày 23 tháng 8. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tiêm kích FA-18D của Thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi trong chuyến huấn luyện ban đêm. Phi công phóng ghế thoát hiểm, thế nhưng đã thiệt mạng. Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, tiêm kích đa năng FA-18D rơi vào lúc 23 giờ 54 phút vào ngày 24 tháng 8 khi thực hiện chuyến huấn luyện ban đêm tại căn cứ Miramar ở bang California. Đây là phiên bản tiêm kích hai chỗ ngồi nhưng chỉ có một phi công trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn. Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể phi công gần hiện trường. Truyền thông địa phương nói rằng người này đã phóng ghế thoát hiểm nhưng không qua khỏi. Danh tính phi công sẽ chỉ được công bố sau khi giới chức báo tin cho gia đình. Tiêm kích thuộc biên chế phi đoàn tấn công số 224 của Không quân Thủy quân Lục chiến Mỹ, đông quân tại bang Nam Carolina, căn cứ Miramar, ra thông cáo cho hay, địa điểm máy bay rơi nằm trong khu đất thuộc của sở hữu chính phủ ở phía đông căn cứ, không có dấu hiệu nào cho thấy có thiệt hại dưới mặt đất. FA-18CD Hornet là tiêm kích trên hạm đa năng được phát triển cho Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ, nhằm thay thế nhiều dòng tiêm kích và cường kích cũ trong biên chế. Mỹ đã xuất khẩu loại phi cơ này cho 7 quốc gia trên thế giới. Mỗi chiếc Hornet có thể mang tối đa 6,2 tấn vũ khí dưới 9 giá treo, trong đó gồm tên lửa đối không tầm trung AIM-7 Sparrow, AIM-120 Embram và tầm ngắm AIM-9 Sidewinder, cũng như nhiều loại tên lửa chống hạm, đối đất và bom thông minh. Phiên bản FA-18C có một chỗ ngồi, trong khi phiên bản FA-18D hai chỗ ngồi có thể được cấu hình cho nhiệm vụ huấn luyện hoặc tiến công đối phương trong mọi điều kiện thời tiết. Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ chủ yếu sử dụng FA-18D cho nhiệm vụ tấn công ban đêm hoặc chỉ huy không lưu tiền phương. Tổng thống Trump xóa bỏ bọn độc tài thức tỉnh và nhà nước ngầm vì chúng gây chiến với Thiên Chúa. Quý vị thân mến, Tổng thống đã tung ra một cuộc tấn công dụ nhập vào các đối thủ chính trị của mình vào cuối tuần vừa qua tại Hội nghị Fair and Freedom hàng năm ở Washington, DC cựu tổng thống không nương tay khi bảo vệ những người Mỹ theo đạo cơ đốc. Kẻ thù của chúng ta đang tiến hành cuộc chiến tranh chống lại đức tin và tự do, khoa học và tôn giáo, chống lịch sử và truyền thống, luật pháp và dân chủ, và chúng đang gây chiến chống chính cả Thiên Chúa toàn năng. Ông tuyên bố, đó không phải là cuộc chiến mà họ sẽ thắng những kẻ cấp tiến đang đốt cháy hiến pháp của chúng ta, xóa bỏ quyền tự do ngôn luận, tấn công niềm tin tôn giáo, xóa bỏ biên giới của chúng ta, làm hỏng các cuộc bầu cử của chúng ta. Đáng chú ý, Tổng thống Trump đã tuyên bố thay đổi lập trường công khai của mình về phá thai tại hội nghị. Tất nhiên, chính phủ liên bang vẫn có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự sống chưa được sinh ra. Ông nói hôm thứ Bảy, đảo ngược những nhận xét trước đó bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phá thai như một vấn đề chỉ của các bang. Nhiều ứng cử viên khác đang tìm kiếm sự đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa cũng tham dự hội nghị, bao gồm thống đốc Florida Ron DeSantis, cựu phó tổng thống Mike Pence và cựu thống đốc New Jersey Chris Christie, người đã bị la ó vì đưa ra những nhận xét chống Trump. Kevin một trong những ứng cử viên được đồn đại là phó tổng thống của Trump, cũng đã phát biểu và ngồi trên bục phía sau tổng thống Trump khi ông đưa ra nhận xét của mình. Mike Huckabee và thượng nghị sĩ GOP Lindsey Graham cũng vậy. Sự kiện này được tổ chức bởi nhà lãnh đạo tin lành Rob Rees. Tổng thống Trump nhấn mạnh vào một loạt các chủ đề đã là một phần trong bài phát biểu trước chiến dịch tranh cử của ông nhưng đã thêm những nhận xét xa hơn về tình hình chính trị mà các kỳ tổ hữu phải đối mặt ông lập luận một cách mạnh mẽ rằng những kẻ điên cuồng cánh tả đang săn đuổi tất cả chúng ta vì chúng biết rằng lòng trung thành của chúng ta không dành cho chúng lòng trung thành của chúng ta là với đất nước và với đấng tạo hóa của chúng ta và đó là lý do tại sao dưới thời ba đình những người theo đạo cơ đốc đang bị đàn áp ở mức độ mà quốc gia này chưa từng thấy trước đây Nhận định của các chuyên gia thăm dò ý kiến về cuộc tranh luận của 8 ứng cử viên GOP vào ngày 23 tháng 8. Thưa quý vị, trong lịch sử, các cuộc tranh luận tổng thống được phát hành giống như cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa mà không có sự tham dự của tổng thống Trump hôm ngày 23 tháng 8 vừa qua, được xem là một màn trình diễn cho các cử tri muốn xem phản ứng của các ứng cử viên như thế nào trước các vấn đề chính sách, đôi khi là các cuộc tấn công thẳng thắng. Thế nhưng, hình thức này không thay đổi nhiều sau gần 63 năm kể từ cuộc tranh luận Nixon Kennedy đầu tiên được phát hình hồi năm 1960, ngoại trừ một ngoại lệ. Hiện nay, số ứng cử viên tham gia cuộc tranh luận nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng trong thời đại truyền thông xã hội và phân tích tức thời này, thì hình thức tranh luận chính trị trên truyền hình có cần phải khởi động lại không? Về cuộc tổng tuyển cử trong một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa hoặc Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa và ứng cử viên độc lập thì chính sách là vấn đề tiêu điểm. Nhưng trong các cuộc tranh luận sơ bộ quy mô lớn, chủ đề có xu hướng ít đề cập đến chính sách mà tập trung nhiều hơn vào tính cách và cá tính. Điều này dẫn đến câu hỏi, khi cùng một lúc đưa 8 người lên sân khấu, quý vị vẫn có thể gọi đó là một cuộc tranh luận chứ? Ông Ryan Murphy, chủ tịch và là đối tác của công ty thăm dò dư luận, nói với Epoch Times rằng câu trả lời là không. Ông Murphy cũng đã có mặt trong số khán giả tại cuộc tranh luận ở Milwaukee vào hôm thứ Tư vừa qua. Ông cho biết, tôi thấy rất khó chịu khi mà chúng ta vẫn gọi đó là những cuộc tranh luận. Đó không phải là những cuộc tranh luận, đó là những cuộc phỏng vấn tập thể. Và tôi thực sự nghĩ mọi người thích xem một cuộc tranh luận hơn, một cuộc tranh luận với 8 hoặc 12 người là không thể chấp nhận được. Và khi quý vị chỉ cần có 1% ủng hộ trong vài cuộc thăm dò thì đó là một mức ngớ ngẩn để đưa quý vị lên sân khấu quốc gia. Tôi muốn thấy một nhóm nhỏ hơn và một hình thức theo kiểu tranh luận thiết thực Gần 12,8 triệu người đã xem cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng Hòa trên Fox News hôm thứ Tư, một con số đáng kể đối với một chương trình truyền hình cáp, nhưng thấp hơn nhiều so với con số 24 triệu người đã xem cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng Hòa cách đây 8 năm. Bà Leonie Hardy là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tiểu bang New York ở Stony Brook, chuyên nghiên cứu hành vi chính trị. Bà nói với The Epoch Times, rằng bà tin hình thức này bất kể quy mô người xem đã từng tồn tại và xếp hạng truyền hình không còn có thể đo lường tổng lượng khán giả nữa một số biểu hiện cho thấy cuộc tranh luận vượt qua của đảng cộng hòa đã bất ngờ thu hút được một lượng lớn khán giả bà cho biết giờ đây truyền thông xã hội làm cho người ta có thể xem một cuộc tranh luận trên truyền hình dễ dàng hơn trước đây rất nhiều người ta có thể xem ở nhiều định dạng khác nhau cài đặt đa dạng và thông qua vô số tài nguyên trên mạng Tất nhiên, chính trị không dành cho tất cả mọi người. Điều quan trọng cần nhớ là ít nhất 2 phần 3 số người Mỹ đủ điều kiện lại không bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tổng thống và nhận thấy chính trị là vô cùng nhàm chán. Vào thời kỳ đầu của những chương trình tranh luận chính trị được phát hình như thế này, với số kênh truyền hình hạn chế và không có truyền thông xã hội, những cuộc tranh luận trực tiếp này đôi khi là cơ hội đầu tiên để cử tri gặp gỡ một ứng cử viên. Nhưng bây giờ khi các ứng cử viên có mặt trên khắp Facebook, Instagram, YouTube và TikTok, thì liệu tâm trí của cử tri đã sẵn sàng trước các cuộc tranh luận chưa? Các cuộc khảo sát sau bầu cử do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện từ năm 1988 đến năm 2020 cho thấy, trong hầu hết các trường hợp 3 phần 5 cử tri trở lên cho biết, các cuộc tranh luận rất hoặc phần nào hữu ích trong việc quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên nào. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang vượt trội hơn hầu hết các ứng cử viên với khoảng cách ít nhất là 2 phần 3, rõ ràng đã vắng mặt trong cuộc tranh luận hôm thứ Tư. Trước đó, ông đã quyết định bỏ qua buổi tranh luận ở Milwaukee này. Ông Muncy cho biết chương trình đã thiếu đi sự hiện diện của ông, nhưng cũng hiểu được quyết định đó của ông. Thật ích kỷ khi tôi nghĩ rằng chương trình sẽ hay hơn nếu ông ấy có mặt ở đó và chắc chắn sẽ thú vị hơn cho khán giả nếu ông ấy có mặt. Nhưng suốt cuộc từ quan điểm chiến lược, tôi nghĩ rằng ông ấy đã có lựa chọn đúng đắn. Khi tôi còn ở trong nhóm tranh luận của mình tại Đại học Princeton, Harvard và Yale, không bao giờ tranh luận với chúng tôi vì họ có mọi thứ để mất. Ông Muncy cười nói, tôi nghĩ thật kỳ lạ, điều đó cũng là tình huống dành cho Tổng thống Trump. Cuối cùng thêm một lời kết Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BCV e -Post Time. Kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.